Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Mẹ ơi, sao mẹ lại cấm cản tình yêu của con như này? Chị Trúc, bà Trúc không phải mẹ em. Không phải mẹ em. Chị Trúc ơi. Chị đây. Mẹ em. Sao? Cấm cản tình yêu của em với anh Hải. Ờ. Hai chị nhìn đi. Thấy ngôi nhà kia không? Sao? Thấy. Sao? Em sẽ chết già, chết khô trong căn nhà đó. Đừng nói bậy, đừng nói bậy. Bởi vì em không có tình yêu đó các chị ơi. Bình tĩnh làm giáo ơi giáo. Nó cô đơn, nó cô đơn quá. Trời ơi. Chị. Đau. Trời ơi. Em sẽ giống như cái tay của chị. Tình yêu này sẽ phải được chữa lành. Em phải đi tìm anh Hải. Em sẽ bỏ nhà ra đi. Để cho con tim này sẽ được chữa lành. Hai chị đừng mét mẹ em. Không mét. Em sẽ đi tìm tiếng gọi con tim. Để đi. Em sẽ không chết khô trong căn nhà đó nữa. Đúng rồi. Em đi nha chị. Trời ơi. Trời ơi cái con này. Ê nói nghe nè. Con nhỏ này nha. Nó ế rồi. Mà bây giờ có tình yêu mà bị ngăn cản nữa. Trời ơi nó làm như nó muốn tự giận luôn vậy đó. Đây. Ê bộ cái tình yêu á mà khi mà mình bị ngăn cản rồi đó, rồi mình thất tình rồi mình đau khổ cỡ vậy luôn hả bà? Chứ còn cái gì nữa. Bây giờ cứ tưởng tượng đi. Con Kỳ với thằng Phú nó yêu nhau và bị tôi với bà ngăn cản thì nó đau cỡ nào cho nó muốn chết luôn á. Ê như vậy là chắc là bây giờ là thằng Phú con Kỳ nó cũng đau cỡ như mít giáo vậy ha. Đúng rồi. Do mình ngăn cấm đó ha. Đúng. Bởi vậy tôi với bà. Bà buông tay ra. Bà bỏ tay ra liền. Quên. Ai biết đứa kế bên từ nhỏ tao tâm sự tưởng mặt thân. Nhờ bà nắm tay tôi á, tôi thức tỉnh lại. Ê cái chuyện này của thằng Phú với thằng Kỳ không dính líu vậy tôi hết ha. Đúng rồi, có không liên quan gì tới tôi. Tôi nói trước nghe. Con Kỳ mà nó đi theo thằng Phú đó là không bao giờ tôi cho nó làm em dâu của bà đâu. Nó nghe là gái. Có gì? Nha. Mình cũng không có cửa làm xui gái nha. Đừng có mơ ai cho em. Ơi bà ngủ mơ à? Ngủ mơ cả ngày hả? Đó. Tôi không có cho đâu. Ai mà cho? Quên đi. Làm như chó sủa thế. Ôi trời ơi, tưởng ra đây hưởng không khí trong lành, gặp người này kia nói cho bớt trầm cảm. Gặp bà nội này là quan gia, rồi gặp con kia khùng điên nữa, tôi muốn trầm cảm luôn. Đi ra ngoài hóng mát cũng gặp bản mặt của bà, thấy mà ghét. Thà là trên ghế sofa nè, buồn chán một mình, buồn chán như vậy còn hơn thấy mặt của bà. Sao lúc này mình ưa cái tật ta, từ hồi bị cái chân, mỗi lần cô đơn buồn chán là buồn ngủ kéo tới là sao trời. Còn cái nạn này cũng đỡ, khỏi vô phòng kê đây ngủ ngon. Ai vậy? Ai lục đục dưới bếp vậy ăn trộm hả? Dạ bình tĩnh chị dâu. Ủa? Em nè. Là em bị lục đục tôi tưởng ăn trộm mà. Trời đất ơi trộm đâu mà trộm. Mua phở về cho chị ăn mà còn bị mang tiếng trộm nữa là sao chị dâu? Cái gì? Dạ. Chú nói sao? Chú mua phở cho tôi ăn hả? Dạ đúng rồi. Ủa tôi có nằm mơ ta? Tôi đâu có chán cơm thèm phở. Tôi đâu có thích thổi càng tay đâu. Ủa tôi sống hả? Hay là tôi chết? Chị còn sống. Có chết đâu mà sợ. Còn sống nhăn răng à. Vậy đây nè. Hay là nè, hửi đi. Mùi phở thơm không? Thơm mà sao quá. Đó, còn nghe được mùi thơm là còn sống. Cái này là thiệt, không phải là mơ đâu. Đó, ăn đi chị. Đúng rồi. Em đi mua phở cho chị cái chỗ mà chị thích nhất nè, chạy mấy chục cái số luôn á. Có hạ độc trong này không? Chị, sao chị nghĩ em vậy? Chị nói của nó em đau lắm á. Em thương chị thật lòng. Trời đất ơi, cái này là tại mà coi phim cung đấu một ngày mười mấy tập rồi đúng không? Nghi ngờ cả thế giới luôn à. Mà chú mới nói cái gì lúc nãy, mua ở đâu? Em chạy đi tới mấy chục cây số ngay cái tiệm phở mà chị thích luôn. Em còn biết cả ý của chị nữa nè.
thích ăn tương ớt, không thích ăn tương đen đúng không? Tính ra ở nhà này á, chú là người tốt nhất. Chú biết quan tâm tới tôi, biết tôi thèm phở, rồi biết sở thích của tôi là thích ăn phở ở cái tiệm này. Chú đã bỏ công chú đi mua về cho tôi. Tôi cảm ơn chú nha. Ơn nghĩa gì không biết. Chị em trong nhà mà. Em nói thiệt nha, em thương chị dâu giống y chang như là mẹ thứ hai của em vậy đó. Tại sao? Tại chị thương em nè, chị chăm sóc cho em nè, chị lo lắng cho em từng cái một luôn. Lâu lâu á, chị chửi em vài ba câu. Không phải là chửi gì ghét. Em biết chị muốn em tốt, chị mới chửi, chị rầy em. Tôi cảm ơn chú nha. À, cái tay ăn được không? Có cần em đút không? Em đút. Được, được. Tôi sắn bánh phở ra, tôi ăn muỗng được. Cẩn thận nha. Thôi, chị ngồi ăn đi. Mọi chuyện dọn dẹp ở đây để em làm cho. À, mấy phở nó nặng nè, chị đừng có làm nha. Phở Huy này chắc đặc biệt hả chú? Ừ? Phở đặc biệt hả? Trời ơi, tôi phở đặc biệt á. Nhiều vậy? Hỏi chi? Định trả tiền em lại hả? Thôi, khùng quá, có 100 ngàn chứ nhiêu. Tôi trả lại cho chú 1 triệu. Dữ vậy ta? Thôi, ăn đi cho nó ngon. Còn nè, chị nhớ đang bị thương á, không có làm nặng nha. Ừ. Nghỉ ngơi dưỡng nó một cái. Bác sĩ nói á, bây giờ mà chị làm nặng một cái là nó rạn xương, nó nứt xương là nguy hiểm lắm đó. Ừ. Rồi mấy cái nặng nè, để em làm cho. Đó, đi, đó. Ăn xong lấy cái này nha. Chị à, cần làm gì á, phụ gì cứ nói em. Nói em tiếng em làm cho. À, à, đây em chuẩn bị sẵn luôn rồi nè. Trái cây. Ừ, em còn trái xoài luôn nè. Để trong này nha. Khi nào ăn nấu em cắt ra. À, uống nước chứ. Ăn đi sao nhìn em hoài vậy? À, ăn. Chị biết tô phở này là phở gì không? Phở gì? Nó là tô phở tình thương á. Đúng rồi. Thôi. Đây. Ăn xong rồi uống em để đây nha. Cần cái gì cứ gọi em. Em dọn dẹp nhà cửa hết cho. Mọi chuyện cứ để em lo nha. Lúc này mình mới biết được thằng Phú nó quan tâm với mình. Mặc dù tối ngày mình chỉ chửi mắng nó, vậy mà nó nói là nó coi mình như là người mẹ thứ hai của nó. Vậy mà mình lại ngăn cản tình yêu của nó với con Kỳ. Mình sai rồi. Alo, con yên tâm. Trời ơi, chú chạy một mạch về, chú chăm sóc mẹ con chu đáo. Lo từ A tới Z luôn, nước, nồi, trái cây này nọ, ăn uống chú lo đầy đủ hết. Con, nói là nói, mình phải giữ uy tín nha. Chuyển tiền liền đi, chú mới làm tiếp được. Phải tin tin, thì chú mới có động lực để làm, biết không? Ừ. Ồ, chú á, chú bỏ khách của chú phải chờ ở kia, chú chạy theo cái tiếng gọi 5 triệu của con đó. Chú chờ á, không sao chú đi à. Ý, nhóc này uy tín dữ ta. Hay quá, cháu trai của chú tuyệt vời. Phải vậy chứ. Có tiền cái tình cảm nó thăng hoa liền. Tự nhiên cảm thấy chú thương mẹ con nhiều hơn á. Chị dâu ơi, muốn gì em làm tiếp nè. Thèm sao ăn chậm quá vậy? Tay đau. Tay đau. Em đút cho. Trời ơi, nhà ai nấu canh chua cá kho tổ mà nó bay qua nhà mình vậy trời? Mà sao nghe gần quá. Mấy nhà mình sao được? Tôi có chân tôi đau tôi nằm đây, ai nấu ta? Chân mình đau mà. Con, mẹ thức rồi hả?
ăn chén cháo này đi cho nóng nè, con mới nấu cho mẹ luôn á. Với lại cơm nước ở trong nhà bữa nay á, con nấu đầy đủ hết rồi nha. Bữa nay con nấu canh chua mẹ thích nè, cá kho tiêu nè, với lại con chiên trứng cho bé Miu luôn rồi. Mẹ ăn cháo đi mẹ. Con nấu? Dạ đúng rồi. Con có bệnh gì không vậy? Là sao mẹ? Trời ơi, tại vì con làm những cái chuyện mà ngày thường con không có làm. Có động đất gì không trời? Mẹ, sao mẹ nói con buồn á? Tại vì là... Đó, bệnh nè. Bệnh xong rồi bắt đầu là suy diễn, suy tưởng nè. Mẹ biết sao không? Con thấy mấy nay chân mẹ đau nè. Ừ. Rồi ở nhà không có ai nói chuyện, không có ai phụ mẹ hết. Cho nên là con xin off một ngày ở phòng khám. Con về nha, con nấu nướng rồi con dọn dẹp nhà cửa cho mẹ, phụ mẹ nè. Là con làm là vì tình thương của mẹ. Con thương mẹ, con lo lắng cho mẹ. Chứ ngoài ra không có ý đồ gì hết hả? Ủa mẹ, ý đồ là ý đồ gì? Mẹ là mẹ của con rồi, mẹ bệnh, mẹ đau vậy con phải thương mẹ chứ. Vậy hả? Trời ơi, thôi làm ơn làm phước đi, ăn cháo giùm con đi nè. Trời ơi, nấu cháo chắc ngon lắm nè. Ngon, mẹ, bây giờ nha, mẹ nghe lời con, mẹ ăn hết cái tô cháo này. Xong ngồi im chỗ này, chỉ việc hô một cái là có con, hô một cái là có con. Mẹ cần cái gì là ngày hôm nay là con phục vụ mẹ từ A tới Z, được không? Vậy hả? Ừ. Ừ. Rồi bây giờ mẹ ngồi đây nha, con vô trong bếp con dọn dẹp một cái. Ừ. Nghe mẹ. Ừ, ừ. Ăn, ăn với mẹ nha. Được, để mẹ ăn. Dạ, dạ. Thấy thương nó quá à. Sao nó làm mà ánh mắt nó buồn hiu à. Buồn là phải rồi. Tại vì mình chia cắt tình yêu của nó với thằng Phú mà. Nhưng mà Kỳ ơi, sao con yêu cái thằng ổng ra gì? Cái thằng mà mẹ ghét. Cho nên mẹ mới chia cắt tình yêu của tụi con. Dạ, mẹ. Mẹ nói gì con mẹ? Ừ, mẹ nói à, cháo thơm quá. Ăn thử coi. Ừ, ngon quá à, chắc ăn tô nữa quá con. Ờ, trong này còn nè, mẹ ăn con lấy mẹ tô nữa nha. Thôi, mẹ nói dở khi nào mẹ ăn mẹ kêu nghe. Dạ. Trời ơi, bữa nay bà nấu cũng ngon đó chứ bộ. Còn nợ em muôn ngàn lời hứa, nợ em cả áo hoa thiệp hậu, nợ một đời chăm sóc em, nợ ngày vui hai tiếng vu quy. Thì ơi, em biết được tình cảm của anh dành cho em nhiều như thế nào mà, đúng không? Anh không cần biết những chuyện xung quanh như thế nào, ai ngăn cản, ai cấm đối, anh mặc kệ. Anh chỉ biết là anh yêu em. Không có em, anh không biết phải làm sao hết. Nó yêu con Kỳ đến như vậy sao? Đối với anh, nếu như bây giờ không có em bên cạnh, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Anh yêu em, anh yêu em.
làm gì có cơ hội trở thành một gia đình mà mày mơ với mộng hả Kỳ? Anh Phu, em xin lỗi. Chữ hiếu nặng hơn chữ tình, cho nên em... Mẹ. Ừ. Mẹ vô hồi nào vậy mẹ? Ừ, mẹ cũng mới tới nè. Mẹ tính đi lên phòng nằm nghỉ, thấy Phật cửa phòng con mở cho nên mẹ vô. Con có sao không? Dạ con không sao. Con uống thuốc á, con hơi mệt. Con nằm xíu nha mẹ. Ừ. Mẹ ơi. Ơi. Con sợ là con uống thuốc con ngủ quên á. Có gì mẹ gọi con dậy con đi đón mấy Miêu nha mẹ. Rồi ngủ đi. Có gì mẹ kêu. Dạo, bộ con nhất định là con bỏ đồ đạc rồi con đi theo nó hả Dạo? Con quyết tâm rồi, lần này con sẽ bỏ nhà ra đi với anh Hải. Con, bộ con không nghe người ta nói không đâu thoải mái bằng cái nhà mình hả? Ôi mẹ ơi, thoải mái cái gì? Con sẽ đến sống trong cái biệt thự của nhà anh Hải đó mẹ. Mẹ ơi, mỗi sáng mở mắt ra, bên tai con sẽ là tiếng sóng, bên đây là anh Hải, rồi trên bầu trời sẽ là tiếng chim hải âu. À không, hải âu như dưới đất phải không mẹ? Rồi nó cứ kêu âu 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 âu, rồi biển cứ sóng chập chờn chập chờn chập chờn. Ôi tình yêu và không gian lãng mạn. Mẹ ơi, con gái của mẹ sẽ chuẩn bị sống được trong tình yêu. Ôi mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa, con tưởng tượng mà con vui quá rồi. Con ơi, nhưng mà cái biệt thự đó là của người ta, con qua bên đó đó là con đang ăn nhờ ở đậu đó, con biết không? Ăn nhờ ở đậu gì mẹ? Thiệt luôn á, cái đó là biệt thự là của anh Hải. Thì hai đứa con yêu nhau trước sau gì cái biệt thự đó cũng là của con. Thôi, nói cái gì cũng phải có bằng chứng. Mẹ, mẹ coi đi, anh Hải anh nhắn tin dặn dò con đó. Em nhớ đem theo giấy tờ tùy thân để anh nhập khẩu cho em luôn. Ý trời đất ơi,